cái tiến trình học các bạn để ý, muốn đi vào được yếu tố bên trong thì học là cái khởi điểm để đi vào bên trong. Cái đứa trẻ các bạn đẻ nó ra rồi, nó bắt đầu việc đầu tiên là nó học từ ba mẹ, đúng không? Nó thấy ba mẹ nói gì làm gì, nó làm y chang. Bắt đầu giai đoạn học xuất hiện. Sau rồi nó đến lớp, rồi nó đọc sách, tất cả mọi thứ học xuất hiện. Tiến trình học là gồm 3 bước: quan sát, phân tích và đúc kết. Có 3 bước này thôi. Đây là cái tiến trình học. Các bạn có thể sửa nó lại: quan sát, lắng nghe đa chiều để nạp thông tin chất lượng. Phân tích thì các bạn có thể sửa nó lại là suy nghĩ, suy ngẫm, chiêm nghiệm đều được nha. Mình chiêm nghiệm lại đó, mình suy ngẫm lại đó. Rồi, đúc kết là gì? Là cuối cùng thì chọn ra yếu tố cốt lõi. Chọn ra cái gì cốt lõi nhất của cái vấn đề mình học, mình giữ lại cho mình, gọi là đúc kết. Đúc kết có thể gọi là ra quyết định được không? Được. Các bạn quan sát một sự vật hiện tượng cho nó đa chiều, cho nó đủ. Lắng nghe và quan sát nó đủ lâu và đủ sâu. Rồi các bạn suy ngẫm về nó, phân tích về nó. Rồi cuối cùng các bạn ra quyết định là sự việc này nên xử lý như thế nào, có không? Cũng là tiến trình này thôi. Nha, nên như thế nào? Thì cái người nào mà muốn đi dài và đi sâu sắc hơn thì nên bước vào bước thứ tư. Khi các bạn đúc kết được rồi, có chiều sâu rồi thì nên viết lại, nên trình bày lại. Trong quá trình các bạn viết lại, trình bày lại, có điều kiện thì các bạn chỉ lại cho người khác, giảng lại cho người khác nghe. Bạn bè, con cái, đồng nghiệp chỉ dẫn. Thì trong quá trình các bạn dạy lại, các bạn chỉ lại cho người khác, thì nó bị một cái gì? Bị người ta phản biện và bị người ta đặt những câu hỏi mà mình bí. Thì khi mà mình bí thì mình phát hiện ra là mình học còn nông chứ có sâu. Thì mình lại lặp lại, quan sát, phân tích, đúc kết. Mấy hôm sau lại lôi ra trả lời cái câu người ta thắc mắc. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần thì các bạn sâu sắc dần lên. Chẳng có ai quan sát, phân tích, đúc kết một lần mà thành Einstein được. Cái công thức của ông Einstein mất 20 năm. Vậy là ông ta quan sát, phân tích, đúc kết hàng chục nghìn lần. Cái bóng đèn điện của Edison muốn làm ra được, ông ta quan sát, phân tích, đúc kết 10.000 lần. Lần thứ nhất ông ta làm, bóng đèn cháy. Lần thứ hai ông ta làm lại. Theo các bạn, lần thứ hai làm lại giống y lần thứ nhất hay có cải tiến? Có cải tiến. Vậy ông ta có quan sát và phân tích, đúc kết lại sau lần thứ nhất không? Có chứ. Gì nữa? Vậy ông ta phải làm khác đi. Chính là tiến trình quan sát, phân tích, đúc kết. Thấy lỗi rồi mình sửa nó đi một tí. Cứ như thế ông ta làm đủ 10.000 lần thì cái bóng đèn đầu tiên xuất hiện. Và từ đó trở đi chúng ta có bóng đèn điện. Vậy phát minh sáng tạo cũng là tiến trình này. Vấn đề ai lặp đi lặp lại đủ lâu người đó thắng. Đúc kết đủ sâu, quan sát đủ đa chiều và phân tích một cách suy ngẫm, phân tích một cách sâu sắc thì người đó chiến thắng.